Xin kính chào quý vị. Mời quý vị cùng theo dõi những thông tin thời tiết đáng chú ý trên kênh VTC 16. Trong ngày hôm nay, không khí lạnh tiếp tục được tăng cường lệch đông và gây ảnh hưởng thời tiết đến các tỉnh phía Đông Bắc Bộ cũng như là khu vực Bắc Trung Bộ. Từ nay cho đến hết ngày 30 tháng 10, khu vực Bắc và Trung Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Mưa vừa, mưa to còn kéo dài ở phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa cho tới hết ngày 31 tháng 10. Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển lạnh với nhiệt độ thấp nhất phổ biến trong khoảng từ 18 cho đến 21 độ C. Vùng núi phía Bắc có nơi là dưới 17 độ C. Cũng do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Bình sẽ có mưa to với lượng mưa phổ biến từ 200 đến 350mm một đợt. Từ Quảng Trị đến Quảng Nam phổ biến ở mức từ 70 đến 100mm. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi cũng như là ngập úng cục bộ tại các vùng trũng thấp ven sông. Mưa xuống, nhiệt độ và độ mặn nước ao nuôi tôm thay đổi, cộng với việc các chất hóa học, thuốc bảo quản trong đất ngấm vào ao tôm gây những tác động xấu làm giảm năng suất. Vì vậy, người nuôi tôm cần có những biện pháp để tôm có thể thích ứng với những thay đổi của môi trường và tăng sức kháng bệnh cho tôm. Cụ thể như sau: luôn giữ độ sâu mực nước ở mức tối ưu, thấp nhất phải đạt từ 1,2 cho đến 1,5 mét. Tăng cường chạy quạt nước để tránh sự phân tầng nhiệt độ, cung cấp thêm oxy và tăng nhiệt độ của nước. Cho tôm ăn vừa đủ, tránh dư thừa thức ăn, từ đó sinh ra các khí độc trong ao nuôi. Kết thúc chương trình sẽ là những thông tin thời tiết cụ thể tại các vùng vào ngày mai. Theo Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai, tính đến sáng ngày 27 tháng 10, đã có 5 người chết, 1 người mất tích do mưa lũ, 12 nhà bị hư hại. Ngoài ra, các tỉnh miền Trung có khoảng 260 ha lúa, 550 ha rau màu, 150 ha thủy sản bị thiệt hại và hơn 11.000 con gia súc, gia cầm bị chết. Hàng loạt tuyến đường ở Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi bị sạt lở nghiêm trọng với tổng chiều dài lên tới gần 10 km. Mưa lũ cũng khiến 2,5 km kênh mương các địa phương bị sạt lở, 4 công trình thủy lợi, 12 công trình nước sạch bị hư hỏng, 28 đập dâng bị bồi lấp, sạt lở 160 mét bờ sông. Theo báo cáo, đến hết tháng 8, kim ngạch xuất khẩu rau quả của Việt Nam sang thị trường EU đạt 88,5 triệu euro, chiếm chưa tới 1% thị phần. Nguyên nhân được cho là do chất lượng chưa đáp ứng được yêu cầu, công tác bảo quản chế biến sau thu hoạch, thiết kế bao bì, đóng gói chưa phù hợp với xu hướng tiêu dùng của EU. Mặt khác, chi phí logistics quá cao, số lượng doanh nghiệp xuất khẩu sang thị trường EU còn khiêm tốn và còn thiếu sự liên kết giữa các doanh nghiệp. Giá lợn hơi hôm nay tại miền Trung, Tây Nguyên giao động trong khoảng 45 đến 50.000 đồng một kg. Bình Thuận hiện đang thu mua với giá 50.000 đồng một kg, tăng 5.000 đồng một kg. Tương tự, Hà Tĩnh, Lâm Đồng và Thừa Thiên Huế giá trong khoảng 47 đến 49.000 đồng một kg. Hiện tại, mức giá phổ biến trong khu vực là 47.000 đồng một kg, có mặt tại Quảng Bình, Quảng Ngãi, Quảng Nam, Bình Định, Khánh Hòa, Đắk Lắk và Ninh Thuận. Giá lợn hơi tại miền Nam hôm nay giao động trong khoảng 45 đến 52.000 đồng một kg. Đồng Nai, Bình Phước, Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Vũng Tàu và Tây Ninh
phổ biến quanh mốc 47.000 đồng một kg. Riêng Vũng Tàu tăng mạnh 7.000 đồng một kg trong vài ngày, lên mức giá cao nhất khu vực 52.000 đồng một kg. Các tỉnh còn lại phổ biến 48.000 đến 50.000 đồng một kg. Giá lợn hơi hôm nay tại miền Bắc dao động trong khoảng 46.000 đến 52.000 đồng một kg. Các tỉnh thành gồm Nam Định, Hà Nam, Ninh Bình và Tuyên Quang cùng mức giá 47 đến 48.000 đồng một kg. Lào Cai, Vĩnh Phúc từ 48.000 đến 49.000 đồng một kg. Thái Bình, Phú Thọ, Thái Nguyên và thành phố Hà Nội trong khoảng 50.000 đến 52.000 đồng một kg. Đáng chú ý tại chợ lợn Hà Nam, giá quay đầu giảm sau một tuần tăng mạnh liên tục. Lượng lợn từ phía Nam về chợ lớn nhưng sức tiêu thụ kém, dẫn đến số lượng tồn đọng lợn tại chợ rất nhiều. Giá hiện tại như ngày hôm nay hàng loại 1 ấy là giá 44, 45, giá loại 2 của nó là từ 40 đến 43, giá này loại 3 của nó là 36 đến 38, loại 4 là từ 30 đến 35. Cái lượng lợn mà trong Nam mà ra từ chiều hôm qua theo cập nhật của sáng nay có mấy khách thương lái nóng lợn từ trong Nam ra là từ chiều hôm qua đến 10 giờ sáng nay là tầm 30 xe. Ước tính là tầm 5.500 đến 6.000 con. Nhưng mà chắc hôm nay thế này vì tồn 2.500 đến 3.000 con. Ở chợ là cái chứa nó đã hết chỗ chuồng chứa rồi thì vì để bây giờ đã đứng ở trên xe lâu thì vì đi tìm trại mà gửi. Hiện cả nước có 1,05 triệu hecta cây ăn quả, sản lượng 12,6 triệu tấn quả, trong đó có hơn 1.700 vùng trồng trái cây được cấp mã số xuất khẩu và 1.200 mã số cho cơ sở đóng gói trái cây tươi xuất khẩu. Trái cây Việt Nam được bạn bè quốc tế đánh giá là thơm ngon, hàm lượng dinh dưỡng cao, có hương vị đặc trưng riêng. Tuy nhiên, do khoảng cách địa lý, chi phí vận chuyển và bảo quản cao, nên giá thành trái cây của Việt Nam khó cạnh tranh trên thị trường quốc tế. Theo các chuyên gia thị trường, trong thời gian tới, ngành hàng rau quả cần có sự thay đổi trong phương thức sản xuất, sơ chế, bảo quản để tiếp cận các thị trường tiềm năng, đặc biệt là tận dụng lợi thế từ Hiệp định Thương mại với châu Âu, Anh và Bắc Ireland, khi 94% trong tổng số 547 dòng thuế rau quả và các sản phẩm chế biến từ rau quả đã được xóa bỏ. Giá hồ tiêu hôm nay tại Gia Lai, Đồng Nai thấp nhất thị trường khi ở mức 86.500 đồng một kg. Tại các tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông là 87.500 đồng một kg, Bình Phước là 88.000 đồng một kg và Bà Rịa Vũng Tàu ở ngưỡng cao nhất là 89.000 đồng một kg. Giá hồ tiêu được dự báo là sẽ tăng trong thời gian tới do cung không đủ cầu. Với giá cả khả quan như hiện nay, nhiều nông dân bắt đầu quay trở lại trồng hồ tiêu. Tuy nhiên, theo khuyến cáo của ngành nông nghiệp, người dân không nên cứ thấy giá tiêu tăng cao, có lãi là ồ ạt trồng. Thay vào đó, người trồng tiêu nên tập trung chăm sóc vườn tiêu hiện có theo hướng hữu cơ, từng bước nâng cao chất lượng sản phẩm hồ tiêu.